Thưa quý vị và các bạn, trong tuần này, miền Bắc đã bắt đầu đón những đợt không khí lạnh đầu đông. Dự kiến vào giữa tuần sau, đợt không khí lạnh này sẽ có cường độ mạnh, được coi là đợt rét đậm đầu tiên của mùa đông năm nay, khiến cho nền nhiệt giảm sâu, đặc biệt vào buổi tối và sáng sớm và có khả năng xuất hiện rét đậm trên diện rộng. Cụ thể là Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia thì cho biết là từ hôm nay cho đến ngày 8 tháng 11 thì miền Bắc sẽ đón liên tiếp là hai đợt không khí lạnh. Trong đó thì đợt sau sẽ mạnh hơn đợt trước, khiến trời sẽ chuyển mưa rét khu vực trung bộ giảm mưa, sau đó sẽ có mưa lớn trở lại. Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết từ nay cho đến ngày 3 và ngày 4 tháng 11, các tỉnh miền Bắc tiếp tục duy trì trời tiết thời tiết se lạnh vào đêm và sáng với nhiệt độ thấp nhất từ 18 đến 21 độ, riêng vùng núi là dưới 18 độ. Ban ngày trời có hưởng nắng, nhiệt độ dao động từ 28 đến 31. Trong khoảng thời gian từ ngày 4 đến ngày 5 tháng 11 sẽ xuất hiện một đợt không khí lạnh mạnh, ảnh hưởng sâu đến thời tiết miền Bắc. Từ ngày 5 tháng 11, nền nhiệt sẽ giảm sâu, trời chuyển rét diện rộng, vùng núi có khả năng xuất hiện rét đậm cục bộ. Riêng tại khu vực thủ đô Hà Nội cũng giảm sâu từ 20 đến 24 độ, sau còn 18 đến 21 độ. Đây có thể được coi là đợt rét đầu tiên bao phủ diện rộng trong năm nay, năm 2024. Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cũng cho biết thêm, mùa đông năm nay sẽ rơi vào nửa cuối tháng 12 năm 2024, bắt đầu vào từ giờ này. Không khí lạnh sẽ hoạt động dồn dập và với cường độ rất mạnh. Các đợt rét đậm rét hại tập trung từ nửa cuối tháng 12 cho đến tháng 2 của năm sau, năm 2025. Liên quan đến tình hình thời tiết mùa đông năm nay, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định rét đậm rét hại có khả năng hoạt động mạnh trong tháng 12 năm 2024 cho đến tháng 1 năm 2025 và cần đề phòng khả năng xảy ra những đợt rét đậm rét hại kéo dài, đặc biệt tại các khu vực vùng núi phía Bắc kèm theo hiện tượng như là sương muối băng giá trong thời gian này. Hiện tượng rất đậm rất hại tại khu vực Bắc Bộ có khả năng xuất hiện trên diện rộng từ nửa cuối của tháng 12 tương đương so với trung bình của nhiều năm. Vâng và trước đó thì năm 2023 thì có đợt rất đậm rất hại thì xuất hiện cũng muộn. Có năm ngoái cũng được xem là năm có mùa đông rất là ấm. À, giai đoạn cuối tháng 11 thậm chí là sang tháng 12 năm 2023, miền Bắc vẫn trải qua thời tiết hanh hao với nhiệt độ cao nhất ngày có ngưỡng 30 độ. Thưa quý vị, ngày 30 tháng 10, Tòa án nhân dân tỉnh Bình Dương đã kết thúc phiên tòa xét xử vụ cháy quán karaoke An Phú, thành phố Thuận An. Đây là một trong những vụ cháy rất nghiêm trọng, khiến cho 32 người thiệt mạng. Vào đồng xét xử đã tuyên phạt các bị cáo liên quan với mức án rất nghiêm khắc. Vâng, và trong đó chủ cơ sở karaoke An Phú bị tuyên mức án 8 năm tù giam, các bị cáo còn lại chịu mức án phạt tù từ 4 cho đến hơn 7 năm. Theo đó, hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Lê Anh Xuân, chủ quán karaoke An Phú mức án 8 năm tù giam về tội vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy. Cùng với tội danh trên, bị cáo Phạm Thị Hồng, cựu phó đội trưởng thuộc phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, 7 năm 6 tháng tù giam. Bị cáo Phạm Quốc Hùng và Vũ Trường Sơn, cựu cán bộ phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, nhận mức án lần lượt là 7 năm tù và 5 năm 6 tháng tù giam bị cáo Nguyễn Thành Luân, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thái Bình Anh, mức án 5 năm tù giam. Riêng bị cáo Nguyễn Văn Võ, cựu cán bộ đội phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an thành phố Thuận An, nhận mức án 4 năm tù về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Thưa quý vị và theo cáo trạng, nguyên nhân vụ cháy xuất phát từ hành vi vi phạm quy định phòng cháy chữa cháy của chủ quán và các cán bộ liên quan, khiến cho hệ thống phòng cháy không hoạt động, khi xảy ra sự cố. Và bên cạnh mức án hội đồng xét xử, còn yêu cầu các bị cáo phải bồi thường thiệt hại cho gia đình của các nạn nhân. Vâng, có thể nói vụ hỏa hoạn đặc biệt nghiêm trọng, một trong những sự việc điển hình về mất an toàn trong phòng cháy cháy. Trước đó thì khoảng 21 giờ ngày 6 tháng 9 năm 2022, tại tầng 2 của quán karaoke An Phú và sau khi có sự cố chập điện ở trên Trần La Phong, ngọn lửa nhanh chóng lan rộng lên tầng 3 khiến quán bị cháy rất dữ dội. Thời điểm này thì có tới hơn 60 người có mặt ở trong quán nhưng mà chỉ có một nửa số người may mắn thoát nạn. Và hậu quả đã khiến 32 người tử vong, bao gồm 15 nữ, 17 nam và 3 trường hợp bị bỏng rất nặng. Xin được chuyển sang một thông tin khác. Thưa quý vị, một chiến dịch lớn trên cục hải quan sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, cục hải quan thành phố Hồ Chí Minh, phối hợp với phòng cảnh sát kinh tế thành phố Hồ Chí Minh đã phát hiện và thu giữ hơn 1.000 viên kim cương nhập lậu chỉ trong vòng 3 ngày. Và điều đang nói là cả hai vụ án đều do hai người đàn ông Ấn Độ mang vào Việt Nam qua sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất trong vòng một tuần của tháng 10 năm 2024. Và điều này cho thấy là việc nhập lậu đang ngày càng diễn biến tinh vi hơn và đặc biệt là các mặt hàng có tính rủi ro cao như là vàng, kim cương và những mặt hàng đá quý. Thông tin 18 giờ 30 phút ngày 25 tháng 10, đội ngũ của Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất cùng với phòng cảnh sát kinh tế công an thành phố Hồ Chí Minh đội kiểm soát chống buôn lậu khu vực miền Nam, tức đội 3 và công an quận Tân Bình bắt giữ một nghi phạm người Ấn Độ nhập cảnh từ Hồng Kông, mang theo 362 viên kim cương giấu trong hộp kẹo. Vụ việc này diễn ra sau một vụ án lớn khác vào ngày 23 tháng 10, khi hải quan Tân Sơn Nhất cũng phát hiện một công dân Ấn Độ khác mang theo tới 716 viên kim cương. Và số kim cương này được cất giấu trong các túi ni lông trong hành lý cá nhân có nhãn IGI, được cất trong ví để lẫn cùng với quần áo tư trang. Giá trị tổng cộng của số kim cương bị thu giữ ước tính lên đến hàng chục tỷ đồng và cả hai vụ việc đang được giao cho phòng cảnh sát kinh tế công an thành phố Hồ Chí Minh để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định. Diễn biến trước đó vào ngày 4 tháng 10 thì cơ quan hải quan của Hà Nội cũng đã phát hiện một hành khách nhập cảnh từ Hồng Kông đến sân bay quốc tế Nội Bài và đã giấu tới 3 kg vàng miếng 4 số 9 ở trong vùng kín của mình và cả dưới đế giày. Ước tính số vàng này trị giá vào khoảng 6 tỷ đồng tiền Việt. Thưa quý vị và các bạn, 15 giờ chiều nay ngày 30 tháng 10, giá vàng nhẫn tròn trơn bất ngờ tăng kỷ lục, có nơi niêm yết 88,6 triệu đồng trên một lượng mua vào và 89,6 triệu đồng một lượng bán ra, tăng 600 000 đồng một lượng so với cập nhật đầu giờ sáng. Vâng và giá vàng miếng SJC cũng đã tăng thêm 1 triệu đồng một lượng rồi. Hiện mua vào và bán ra ở mức là 88 đến 90 triệu đồng một lượng. Công ty SJC niêm yết giá vàng miếng ở mức 88 đến 90 triệu đồng một lượng, tăng lần lượt 1 triệu đồng mỗi chiều so với cập nhật vào đầu giờ sáng nay. Chênh lệch giữa hai bên chiều mua bán là 1 triệu đồng một lượng. 88 đến 90 triệu đồng một lượng cũng là giá vàng miếng SJC tại các thương hiệu lớn như Bảo Tín Minh Châu, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Doji. Riêng tại PNG, giá vàng miếng SJC vẫn đứng ở mức 87 đến 89 triệu đồng một lượng, thấp hơn tới 1 triệu đồng một lượng ở mỗi chiều so với các thương hiệu còn lại. Cũng ở à thời điểm này thì giá vàng nhẫn tại các thương hiệu cũng được điều chỉnh Cụ thể, tại Doji, giá nhẫn tròn 4 số 9 hiệu Hưng Thịnh Vượng bán lẻ là 88,6 triệu đồng một lượng mua vào và 89,6 triệu đồng một lượng bán ra, đắt hơn 600 000 đồng một lượng ở mỗi chiều so với cập nhật vào đầu giờ sáng nay. Tranh lệch giữa hai chiều mua và bán vẫn đi ngang ở mức là 1 triệu đồng. Và mới đây thì trong báo cáo tình hình kinh tế xã hội thì chính phủ cũng cho biết là đã can thiệp mạnh mẽ để mà bình ổn thị trường vàng rồi và giúp mà giảm chênh lệch giá giữa trong nước và quốc tế, đồng thời cũng ổn định tâm lý của người dân cũng như là doanh nghiệp. Vâng, tuy nhiên thì khi mà thẩm tra, các cơ quan quản lý thì cũng nhận thấy việc quản lý thị trường vàng còn bất cập, áp lực lên ngoại tệ và tỷ giá. Hiện thì nhu cầu mua vàng miếng SJC rất cao, nhưng việc đặt mua trực tuyến vô cùng khó khăn, khiến cho giá vàng không phản ánh đúng cung và cầu. Chuyển sang một thông tin liên quan đến giao thông vận tải. Thưa quý vị, taxi bay đảo là loại hình vận chuyển sử dụng máy bay nhỏ chạy bằng điện, cất cánh và hạ cánh theo phương thẳng đứng để dùng vận chuyển khoảng từ 4 đến 5 người. Đây được xem là phương tiện vận chuyển lý tưởng để du khách tham quan du lịch có thể quan sát và ngắm nhìn vẻ đẹp thiên nhiên từ trên cao. Vâng và nhận thấy tiềm năng đột phá và tăng trải nghiệm cho du khách, Ủy ban nhân dân Bình Định đề xuất Bộ Giao thông Vận tải thí điểm tại địa phương loại hình vận tải này. Ngày 30 tháng 10, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định cho biết vừa có văn bản đề nghị Bộ Giao thông Vận tải xem xét, báo cáo và kiến nghị Thủ tướng Chính phủ cho chủ trương để xây dựng đề án thí điểm taxi bay hoạt động trên địa bàn tỉnh. Tỉnh Bình Định có tài nguyên du lịch biển đảo, tài nguyên du lịch nhân văn phong phú và đặc sắc với 134 km bờ biển với nhiều bãi tắm đẹp nổi tiếng như là Quy Nhơn, Hải Giang, Trung Lương Cát Hải, nhiều đảo gần bờ như là Nhơn Châu, Hòn Khô, đảo Yến cùng với cảnh quan đẹp, đủ điều kiện thuận lợi để khai thác phục vụ các hoạt động du lịch biển. Địa phương còn có các vịnh và đầm ven biển, như là vịnh Quy Nhơn, đầm Thị Nại, đầm Trà Ổ, và hơn 30 hòn đảo lớn nhỏ có giá trị phục vụ và khai thác du lịch.